Em chào anh Tiến nhá. Em hỏi anh một tí ạ, là trải nghiệm của anh khi mua máy ở bên Tâm Đức Mobile anh cảm giác như thế nào ạ? Tâm Đức Mobile là một cửa hàng thương hiệu uy tín. Anh mua ở đây rất hài lòng về chất lượng dịch vụ, nhân viên, máy móc thì được đảm bảo đúng như cam kết, zin và chắc chắn. Vâng. Máy đẹp, ít bị lỗi. Dạ vâng. Rất tin tưởng shop Tâm Đức Mobile. Vâng. Anh sẽ đến ủng hộ thêm những dòng iPhone cao cấp hơn. Dạ vâng ạ. Anh thấy cái chính sách bảo hành của bên em có ok không anh? Bảo hành lỗi đổi trả chứ không sửa chữa ấy ạ. Bảo hành của bên Tâm Đức Mobile của em thì anh thấy là tốt, chữ lượng bảo hành với lại đổi trả hợp lý. Vâng. Trên cả hai năm. Vâng. Em cảm ơn anh. Đây là anh Tiến đã ở cửa hàng mình để tặng một món quà sinh nhật gọi là Valentine cho vợ vào ngày 14 tháng 2. Là anh ở Kim Sơn và hôm nay là anh vừa từ Hà Nội về và anh đã ở bên cửa hàng mình từ lúc 7 giờ sáng để chờ cửa hàng mình mở cửa. Đấy ạ. Nên là hôm nay là mình có hỗ trợ cho anh là giảm giá từ 200.000 gọi là tiền ở huyện thuộc tỉnh Ninh Bình đi đến. Đấy, và cái thứ hai nữa là giảm trực tiếp 200.000 nữa là tặng quà cho những đôi tình nhân. Đấy, ok chưa mọi người? Tâm Đức Mobile là luôn hỗ trợ cho khách hàng. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh và vợ anh có một cuộc sống thật là hạnh phúc. Cảm ơn, chúc cửa hàng buôn này và đắt nhá. Vâng ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.